Nha khoa MCAT xin chào quý vị. Ngày hôm nay thì nha khoa MCAT sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một vị nữ khách hàng rất là xinh đẹp đến với MCAT để thực hiện dịch vụ là dán sứ veneer. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, đầu tiên mình xin giới thiệu đó là bác sĩ Bảo Phúc, là bác sĩ nha khoa của bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Xin chào tất cả các bạn. Và tiếp theo đó là vị nữ khách hàng xinh đẹp, chị Đinh Ngân ạ. Xin chào mọi người. Dạ, đầu tiên thì xin mời vị nữ khách hàng của chúng ta giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Xin chào các bạn, mình là Ngân, năm nay mình 31 tuổi, hiện tại mình đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty. Dạ vâng, thì với tình trạng răng lúc trước của mình nó có một số vấn đề như vậy, thì không biết là chị có gặp khó khăn gì trong cuộc sống cũng như là trong giao tiếp không ạ? Khó khăn thì không phải khó khăn gì lắm, tại vì trước đây thì mình cũng hơi tròn, nhưng mà đến MCAT thì bác sĩ cũng đã làm cho mình tương đối là tự tin rồi. Nhưng mà cái chính là khi mà mình cười thì mình vẫn cảm thấy là có một chút ngại ngùng. Tại vì trước đây là Ngân có bệnh lý về da mặt nên là trải qua một cái đợt điều trị uống kháng sinh rất là nhiều. Nên mặc dù là Ngân rất là muốn là tẩy trắng răng thôi, nhưng mà khi tẩy lên thì cái độ trắng nó không như mong muốn. Suy nghĩ cũng khá là nhiều rồi. Với khi tư vấn thì bác Phúc đây cũng nói là cái khớp cắn của Ngân nó có vấn đề. Mà đúng thiệt là trước giờ Ngân không thể nào ăn được cái gì mà cứng đâu nha. Ví dụ như người ta, thậm chí bạn trai Ngân mà có ăn nó bao giờ cũng nói là ủa anh thấy cũng bình thường mà em. Nhưng mà Ngân ăn là không được, cái gì dai của Ngân ăn không được. Thì khi bác Phúc tư vấn xong thì nói là hai cái độ hàm răng của Ngân nó không có vô khớp. Mà bây giờ cái màu men nó cũng không đẹp, độ sáng nó cũng không được. Thì hai bác với lại Ngân thì cũng đã chia sẻ với nhau rất là nhiều và đưa ra cái phương hướng điều trị là nên dán cái mặt sứ sẽ ok hơn. Thứ nhất là vẫn điều chỉnh một phần cái phần khớp cắn mà vẫn đảm bảo được cái độ sáng của cái răng. Thì Ngân thấy hợp lý. Thì không biết là chị đã biết qua bệnh viện thẩm mỹ MCAT từ đâu và từ đâu là chị đã quyết định được là mình sẽ thực hiện dịch vụ tại bệnh viện thẩm mỹ MCAT ạ? Hầu như là ngày nào cũng đi ngang qua đoạn đường này hết, thì cũng hay để ý tại vì cái logo của mình quá đẹp đi. Nhưng mà khi mà đi ngang qua thật sự ra là mình thấy chỗ này hình như là cái bệnh viện, nhưng mà thấy nó không có nhìn vô thì không biết là bệnh viện về thẩm mỹ đâu, nhưng thấy khách rất là đông. Thực sự mình để ý được khúc đó thôi, đến khi mà bắt đầu lên mạng search thấy cái từ chữ MCAT thì vô thì mới bắt đầu biết về bệnh viện. Thì khi vào đây thì thật sự là bất ngờ, tại vì khi bước vô thì gặp rất nhiều bạn của mình. Thì tới đây cũng 4 lần trước khi quyết định làm, thì lần nào vô hầu như cũng gặp 1 đến 2 người, có khi là người gần nhà, có khi là khách hàng, thì mới biết là họ chọn ở đây phẫu thuật nhiều. Thì khi mà tới tư vấn với bác Kim thì sau đó mình làm nhiệm vụ dịch vụ bác Kim, thì khi chia sẻ là muốn làm về răng của mình á, thì được dẫn qua tư vấn với bác sĩ Thảo cũng như là bác sĩ Phúc, và sau đó là mình quyết định mình chọn luôn. Nhưng mà mình thấy thì MCAT đúng là bên răng sứ của mình có một cái điểm rất khác biệt với ở ngoài luôn. Tại vì bạn chị nói thật luôn, đa phần làm răng sứ, tụi chị trong giới hay làm răng sứ không mà. Nhưng mà khi mấy bạn chị cười á, chị thấy cái màu nó kỳ lắm, nó cứ nó giống như vậy nè Thanh, nó giống như là cái màu của Lababo vậy. Cái bột rửa tay á, cái màu đó y chang. Thì thời điểm đó chị nói thích làm quá mà sao cái màu nó kỳ kỳ nên vẫn còn phân vân. Mà cho đến khi thì cái hôm chị vô tư vấn thì cũng gặp một cái khách vừa làm xong, khách ở bên Mỹ về, thích quá, khi mà khách cười quá thích luôn. Nhưng mà lúc tới gặp cái bác sĩ mà tư vấn cho chị là bác Dũng á, bác Duy Dũng thì phải, thì thấy bác cười cũng đẹp nữa thì hỏi ra mới biết là bác làm nhà mình. Nên là quyết tâm là đặt ở đây luôn. Thì đúng là coi chị Dung cũng như là bác Phúc thì có cho coi thử cái màu men của những nơi khác với bên mình, thì thấy rõ là cái màu men bên mình nó trong, nó có cái độ trong và nhìn nó rất tự nhiên, nên là chị quyết định luôn là sẽ làm bên mình luôn, thì chọn là hình thức là dán sứ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhờ bác sĩ Bảo Phúc để phân tích chi tiết hơn về tình trạng răng của vị khách nữ khách hàng này trước khi tới với nha khoa MCAT nha. Rồi, thì mình nói sơ qua cái tình trạng răng miệng của chị Ngân trước khi mà tới điều trị với MCAT. Thì đầu tiên mình có thể nhìn thấy rõ ràng nhất á, là cái đường giữa của răng cửa chị Ngân á, là nó bị lệch. Nó không có trùng lại với nhân trung của cái môi. Điều thứ hai mình thấy là khớp cắn ở phía bên phải là hoàn toàn bị hở khớp, các răng không chạm nhau. Và bên trái là bị mất răng dưới, nên là khi cắn là chủ yếu cái lực nó tập trung về các răng ở phía trước, nên là bạn hơi cảm giác hay bị đau ê buốt ở các răng ở phía trước. Và các răng này á, là bạn có lúc nhỏ đã sử dụng kháng sinh nhiều, cho nên là răng bị nhiễm màu, bị nhiễm flor nè, bị nhiễm tetra nè, nên những cái răng này á, thì cho dù mình có tẩy trắng bao nhiêu lần á, thì cái răng tình trạng nó luôn bị lớn đớm, nó sẽ không có đều màu. Ngoài ra ở đây á, còn có hai cái mảo sứ kim loại cũ, thì hai cái mảo này á, làm chưa có điều trị chưa có tốt, thì ở vùng tiếp xúc giữa sứ và răng thật á, thì bị hở làm gây mắc thức ăn, là dẫn tới hôi miệng và cái màu răng thì nó cũng không có thật. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ và phân tích rất là chuyên môn của bác sĩ. Thì không biết là qua đó thì bác sĩ và vị nữ khách hàng này đã chọn ra một phương pháp điều trị như thế nào ạ? Sau khi mà
đã thảo luận với lại Ngân rồi á, thì mình cùng nhau hướng tới một cái phương pháp gọi là tối ưu nhất và ít xâm lấn tới mô răng thật nhất và ít gây đau nhất. Thì mình đã quyết định á là thực hiện ở những cái răng mà có khớp cắn tốt á, thì mình sẽ tiến hành làm veneer mặt dán sứ, và ở cái những cái răng mà bị khớp cắn hở, khớp cắn không có tốt á, thì mình sẽ làm mảo toàn sứ để bảo đảm cái việc nếu mà mình cố gắng mình làm mặt dán sứ thì có thể dẫn tới cái miếng sứ nó bị bể hoặc là nó bị sút thì rất là nguy hiểm và nó không có tốt. Và đối với tình trạng răng của Ngân á, thì có một vài răng là bị đau và cái nước bị viêm á, thì mình sẽ dùng máy CT để mình chụp, mình quét, mình kiểm tra cái tình trạng xương và tình trạng mô mềm như thế nào. Đối với cái vùng mà mất răng, mình cấy ghép implant để từ đó để sau 6 tháng mình gắn cái răng thật lên á, thì sẽ làm cho toàn bộ cái hàm nó cân bằng cái khớp cắn, không có bị hàm bị nhai lệch về một bên dẫn tới bị cười méo miệng. Với những răng mà mạo sứ cũ á, thì mình sẽ cắt cái răng, cắt cái mạo sứ cũ ra và mình kiểm tra lại cái tình trạng tủy răng, có người ta có lấy tủy tốt hay chưa, cái người bác sĩ cũ có lấy tủy tốt hay chưa. Nếu là tốt rồi thì mình sẽ tiến hành bật lại cái răng toàn sứ mới. Sau khi đã có những giải pháp cụ thể để phục hồi hàm răng của chị Ngân thì từng bước để giúp cho chị Ngân có hàm răng trắng sáng như hiện nay á, là như thế nào bác ha? Về răng sứ thẩm mỹ á, thì mình có thể nói là 9 người thì 10 ý. Cho nên là nếu mà mình làm vượt trên cái ý kiến chủ quan của cái người điều trị không á, thì nhiều khi có thể khách hàng á, người ta sẽ không có đồng ý. Cho nên là đối với khi mà mình tới với bệnh viện MCAS á, thì ở đây á, mình có một cái máy gọi là máy preset. Thì trước khi mà thực hiện á, mình sẽ trước khi mà thực hiện làm răng sứ thì mình sẽ chụp hình khách hàng, sau đó mình sẽ tiến hành trên máy á, mình làm cái gọi là thiết kế nụ cười. Thì qua đó mình để cho khách hàng lựa chọn được cái form, lựa chọn được cái màu, và tới khi mà khách hàng đã đồng ý rồi và bản thân người bác sĩ điều trị cũng cảm thấy đây là một kế hoạch hợp lý á, thì mình sẽ tiến hành làm. Thì quy trình làm răng sứ thì cũng ngắn gọn, trong vòng 3-5 ngày. Đầu tiên trước hết thì khách hàng tới và đồng ý lên kế hoạch điều trị, đồng ý với màu răng này. Sau đó mình sẽ tiến hành mài ít xâm lấn nhất có thể đối với những răng mà làm mặt dán sứ. Khi bắt đầu điều trị, khi mà mình mài răng thì mình sẽ cố gắng mài là ít xâm lấn nhất có thể đối với mô răng thật, vì dù gì là mô răng thật nó vẫn tốt hơn là với cái răng sứ. Thì sau khi mà mài xong rồi á, thì mình lại dùng tiếp máy preset để mình quét cái phần khung răng mình đã mài, mình đưa thẳng vào máy tính. Từ máy tính này mình chuyển vào bên phòng kỹ thuật để họ người ta tiến hành, người ta CAD CAM, tức là cắt cái mạo sứ bằng máy tính, cắt ra cái miếng dán sứ đó gửi ngược lại cho mình. Thì nhờ cái máy preset này khi mà mình quét cái dấu thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ chính xác hơn là so với khi mà mình lấy một cái dấu, một cái chất cao su mình đưa vào trong miệng mình nhau. Thì cái chất cao su đó vào khách hàng thì khách hàng nhiều khi còn nhợ, muốn nôn, rất là khó chịu. Thì cái máy này nó khắc phục được cái chuyện đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình quét rồi á, mình gửi qua kia thì cái thông số nó sẽ rất là chính xác, nên khi họ gửi lại cái mặt dán sứ cho mình á, thì mình chỉ cần gắn một cái là nó chắc chắn là gần như 99% nó sẽ vừa khít. Sau khi được bác sĩ nha khoa của bệnh viện thẩm mỹ MCAS tư vấn và điều trị thì đây là kết quả. Thì trong quá trình dán sứ tại nha khoa MCAS thì không biết là chị có khó khăn hay là cảm thấy đau và khó chịu gì không ạ? Mấy bạn của chị làm chỗ khác á, thì nó bảo là đau, nhưng hồi đầu chị cũng hơi sợ. Nhưng mà lúc mà bác Phúc chứng ngang á, nói là không đau thì cũng không tin lắm. Nhưng mà thực sự lúc làm thực sự là hoàn toàn không đau luôn. Chị không có một cảm giác gì luôn. Làm xong thì bác như có cho thuốc á, thuốc về uống á, nhưng mà chị uống có 2-3 ngày à, thì chị thấy thực sự uống vậy thôi chứ cũng đâu có nỗi đau nữa mà phải uống thuốc đâu. Dạ vâng. Chị thấy là không như tưởng tượng. Dạ vâng. Không như tưởng tượng. Cái này là bây giờ là chia sẻ thật lòng nha. Thì sau khi mình bọc răng sứ, dán răng sứ tại MCAS thì trong giao tiếp và cũng như là trong cuộc sống chung của mình thì có gì thay đổi hơn không? Hay cười hơn. Thật ra thì mấy ngày đầu về làm á, thì 2 ngày đầu tiên thì thấy hơi ê nhẹ chút xíu nhưng rất ít thôi. Nhưng mà do tính mình thì thích nói chuyện với bác sĩ nên là mới là hỏi thử thôi. Thì bác nói xong thì cái đó cũng là biểu hiện bình thường thôi. Thì sau đó mình thấy nó cũng không còn nữa. Thì tới bây giờ thực sự mình không cảm nhận được là mình có cái mặt dán sứ ở trên luôn. Thấy nó như bình thường thôi à. Nói chung là hồi đầu tưởng tượng như thế nào thấy nó không phải như vậy, nên là bây giờ nếu mà kêu làm luôn hàm dưới thì có kinh phí là mình sẽ làm ngay, không chần chừ luôn. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ thì mình cũng có chia sẻ là bạn bè và người thân mình cũng khá là nhiều người làm cái dịch vụ là bọc răng sứ này, thì không biết là khi mà mình làm về thì người thân và bạn bè mình có chia sẻ như thế nào không ạ?
Bạn bè cũ thì chơi thân với nhau nên là họ biết, nhưng mà những người mà như bình thường chưa có thân hay mới gặp lần đầu tiên thật sự là không biết. Họ thấy răng bé này trắng thôi chứ cũng không có thấy là có một là có dáng sớm là màu đâu. Rất là tự nhiên đúng không ạ? Thật sự cũng tương đối bất ngờ á. Nhưng chỉ có cái hơi tiếc chia sẻ với em luôn là hồi đầu thì anh Phúc có nói là nếu như mà bé Ngân gắn đá xíu thì sẽ sinh á. Lúc đó thì công việc chị vội quá không kịp, mà bây giờ thì không thể nào gắn được nữa. Nhưng mà thấy mấy bạn với tại vì dẫn hai người bạn đi làm răng rồi thì hai người bạn lại gắn thêm một bạn thì trồng răng sứ với một bạn thì cắm implant nữa và bọc răng sứ luôn, thì hai bạn đó có dán cái viên đá lên thì nhìn rất là xinh, tự nhiên nhìn thấy dán xong thấy xinh hẳn luôn á. Tiếc vì không làm được, chỉ tiếc cái đó thôi. Cảm ơn những chia sẻ thật lòng của chị. Thì không biết là chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới những vị khách hàng mà đang có nhu cầu về thẩm mỹ răng nhưng mà còn e ngại không ạ? Ngân thì cũng không biết chia sẻ gì, nhưng mà thôi để Ngân nói theo cái chia sẻ của Ngân ha. Tính Ngân thì có gì hay thì hay chia sẻ chỉ cho bạn bè. Thì Ngân thấy đầu tiên là mọi người hay cân nhắc về chi phí. Thì khi mà tới đây Ngân tư vấn với bác, Ngân cũng địa xung quanh coi là sử dụng đồ như thế nào, thì Ngân cũng thấy là rất là yên tâm, mọi thứ nó đều sạch sẽ. Và đặc biệt là Ngân thấy bên mình cũng chạy chương trình á, thì mình như là mình bữa Ngân làm thì Ngân được giảm 20%, thì Ngân thấy chi phí nó cũng hợp lý nè. Nếu mà với chất lượng mấy bạn bỏ ra ra xứ như vậy thì Ngân thấy rất là tốt luôn, mà cũng hài lòng, giá hợp lý đó. Còn về đau á thì thực sự ra hồi đầu ai lên ghế cũng sợ, Ngân sợ lắm, như gọi là biếu chặt tay như thế này luôn á. Nhưng mà Ngân thấy thì ở cái khâu mà tiêm tê thì bác cũng làm có hút tê mà nó bạn đừng có lo. Tiêm thì cũng rất là nhẹ nhàng, mài thì cũng không có nhíu trơn. Nói chung là Ngân đi tới đi lui chắc tầm khoảng như 3 lần thôi. Một lần thì không có mất nhiều thời gian, nói chung rất là tiện. Và đặc biệt là Ngân ở đây mình có bút lịch á, mấy bạn có bút lịch trước nên khi Ngân tới Ngân bút cái là vô làm luôn, xong Ngân đi về rất là nhanh. Và thật sự là không hề đau luôn, thật sự Ngân thấy là đúng luôn á, không hề đau chút xíu nào. Còn lúc mới dán xong thì cũng hơi thấy cũng chưa quen, nhưng mà sau đó thì bây giờ không có một cảm giác gì là của răng giả cả, của răng của cái miếng dán cả đó, thì rất là tự tin. Bây giờ cười là tự tin lắm, mà hay cười hơn nữa. Nói chung bạn bè cũng đã làm hết rồi, cũng đang dẫn mẹ qua để mà làm cái răng giả cho mẹ. Thì khuyên mọi người là nếu như quyết định đầu tư cho răng là cái đầu tư đáng để mình bỏ tiền, tại vì tự nhiên mình làm răng xong cái nhìn cái mặt nó sáng hẳn, răng mình nhìn cũng xinh hơn, môi mình nhìn cũng xinh hơn nữa. Vậy thì hãy cứ nên làm ha. Và đương nhiên là mình phải chọn cái nơi nào nó uy tín. Thật ra chỉ cần nhìn cái, Ngân nghĩ là chỉ cần nhìn cái men răng thôi là biết cái nơi đó làm có tốt hay không, hay là cái chất lượng răng nó xịn hay không. Tại vì Ngân với bạn Ngân, những cô làm chỗ khác thì cười lên khác nhau rõ ràng. Nhưng có gì đó là mình đủ đánh giá giá trị rồi đúng không? Cũng cảm ơn bác sĩ là cũng đã mang tới cho Ngân cái hàm răng rất là đẹp. Và quan trọng là Ngân thấy hay ở chỗ là sau khi mà làm răng xong thì bác sĩ cũng hướng dẫn cũng như chỉ dẫn Ngân cái cách để chăm sóc răng miệng và cũng hay hẹn lên tái khám định kỳ á, thì thấy cái này rất là hay. Những nơi khác thấy không có cái này đâu, thì hy vọng các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái nơi này để mà chọn được cái nơi uy tín để mà mình làm được cái hàm răng như ý ha. Cảm ơn những chia sẻ của bác Phúc và chị khách hàng. Chúc chị luôn xinh đẹp và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Cảm ơn các bạn. Nha khoa MCAT sẽ còn quay lại với những livestream và video tiếp theo. Các bạn hãy like và theo dõi trang của Nha khoa MCAT nha.